Tất tần tật vì ngôi sao đang lên, Kang Tae-ho. Nhắc đến cái tên Kang Tae-ho, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ đến người tình màn ảnh đinh đám một thời của Nhã Phương trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Anh chàng điển trai này đã chinh phục được rất nhiều con tim năm ấy. Tuy vậy, phải đến năm nay, 2022, cái tên của nam diễn viên này mới thực sự bùng nổ với bộ phim đang làm mưa làm gió những ngày vừa qua, Những Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young-woo. Hãy cùng Ten Asia chúng mình tìm hiểu tất tần tật về anh chàng này nhé! Một vụt sáng sau 10 năm đóng vai phụ. Kang Tae-ho sinh ngày 20 tháng 6 năm 1994, anh chàng lần đầu ra mắt khán giả thông qua vai trò là thành viên nhóm nam Surprise quản lý bởi Fantasio Entertainment vào tháng 9 năm 2013. Nhóm bao gồm 5 thành viên Uhi, Sakangjun, Gong Myung, Kang Tae-ho và Lee Tae-hwan. Không giống các nhóm nhạc thần tượng bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất, Surprise đã có một con đường khác. Dự án đầu tiên của họ là After School, Lucky or Not, năm mảnh ghép của Surprise hòa thân thành những nam sinh trung học điển trai. Sau đó, Kang Tae-ho đã tham gia một số tác phẩm trong giai đoạn này như Marriage, Clinic, Love and War 2 năm 2014, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2013. Tuổi Thanh Xuân đóng cặp với Nhã Phương là bộ phim hiếm hoi mà Kang Tae-ho đảm nhận vai chính. Bộ phim có nội dung thanh xuân nhẹ nhàng được đón nhận tại Việt Nam và giúp Kang Tae-ho có lượng fan đông đảo tại nơi đây. Vai diễn cũng mang về cho anh chàng giải nam diễn viên ấn tượng cho vai nam chính trong phim Tuổi Thanh Xuân tại lễ trao giải VTV Award năm 2015. Tuy nhiên, thời điểm ấy, mỹ nam họ Kang vẫn đang là gương mặt mờ nhạt trên màn ảnh xứ sở kim chi. Sau Tuổi Thanh Xuân, Kang Tae-ho có cơ hội xuất hiện trong Trở Lại Tuổi 20 bên cạnh những cái tên đình đám của nền điện ảnh Hàn Quốc như Cha Ju, Lee Sang-hyun. 2017, nam diễn viên sinh năm 1994 tiếp tục tỏa sáng trong You Are Too Much, tác phẩm quy tụ hai mỹ nhân của màn ảnh Hàn là Eun Jung-hwa và Goo Hye-sun. Sang đến năm 2019, bộ phim Anh Chàng được chọn mặt gửi vàng cho vai phụ ở The Tale of No Cool. Đây chính là vai diễn giúp Kang Tae-ho giành giải nam diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Award năm 2019. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp đóng phim của ngôi sao 28 tuổi. Mối tình đầu của tôi phát sóng năm 2019 mang đậm hơi thở thanh xuân, những cuộc gặp gỡ tình cờ và những cảm giác rung động đầu đời cũng là một tác phẩm rất đáng xem của anh chàng này. Năm 2020, sự nghiệp của Kang Tae-ho bước sang trang mới khi anh cùng các thành viên của Surprise rời Fantasio để đầu quân cho Man of Creation. Dưới chiếu của công ty này, mỹ nam họ Kang đã nhận được hai dự án phim là Run On và Doom at Your Service. Năm 2020, trong Run On, bước chạy tới trái tim, với chàng sinh viên nghệ thuật đẹp trai, quyến rũ rơi vào lưới tình với nữ CEO đầy tham vọng và lạnh lùng, sự hậu đậu đáng yêu của Kang Tae-ho chính là điểm sáng của phim. Trong khi đó, đến với Doom at Your Service, bộ phim lãng mạn giả tưởng được yêu thích nhất màn ảnh xứ Hàn trong năm 2021 với sự góp mặt của những cái tên hot như Park Bo-young, Seo In-guk, Lee Soo-hyuk, anh chàng khiến fan bấn loạn khi thủ vai một nam sinh nổi tiếng, ca tính, sảnh điệu. Cho năm nay, anh chàng comeback với Extraordinary Attorney Woo, bộ phim đình đám với lượt rating tăng vọt và được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại. Đảm nhận vai nam chính Lee Jun-ho, tương tác chân thành của nam diễn viên với nhân vật Woo Young-woo khiến người xem mê như điếu đổ, không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn vì tính cách ấm áp. Mỗi hành động, cử chỉ của Lee Jun-ho dành cho Woo Young-woo đều khiến mọi người xem phải ôm tim vì quá tinh tế và ấm áp. 2. Một vài fun fact thú vị về Kang Tae-ho. Kang Tae-ho sinh ra tại Hà Lan chứ không phải Hàn Quốc nha. Tên thật của anh chàng là Kim Jun-hwan, Kang Tae-ho chỉ là nghệ danh mà thôi. Cao tới 1m79 nhưng anh chàng chỉ nặng có 65 cân. Anh chàng có khả năng vũ đạo và chơi thể thao rất tốt. Gương mặt của anh chàng được nhận xét là có sự kết hợp hài hòa những cái tên đình đám như là Seo In-guk, Biren hay là Choi Min-ho của nhóm Shiny. Ở hiện tại, anh chàng liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc, đánh bật những tên tuổi đáng gờm khác bởi hành trình trở mình đầy ngoạn mục của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young-woo. Trên đây là tổng hợp của chúng mình về anh chàng sinh năm 1994 này. Cả nhà đừng quên like, share clip này và subscribe kênh YouTube của Ten Asia nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.